giá chính hãng duy nhất trong ngày hôm nay. Sự kiện bán hàng đồng giá chính hãng duy nhất trong ngày hôm nay. Đồng giá 19.000, 39.000, 49.000, 99.000. Cả những mặt hàng được nhập khẩu từ Đức, Mỹ và Nhật chính hãng 100% được giảm giá trong duy nhất ngày hôm nay. Giảm lên đến 99% nha mọi người ơi. Đồng giá 19.000, 29.000, 39.000, 49.000 chỉ duy nhất trong ngày hôm nay. Bán hàng khuyến mãi đồng giá, hàng chính hãng 100%, hàng mới được nhập khẩu từ Đức, Mỹ và Nhật. Chỉ duy nhất trong ngày hôm nay, chỉ duy nhất trong ngày hôm nay bán hàng khuyến mãi đồng giá. Dao rọc giấy cán nhựa Stanley nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ chỉ 19.000. Số lượng chỉ có 9 cái. Bút thử điện chính hãng của Stanley giá chỉ 19.000. Bút thử điện điện tử chính hãng Stanley giá chỉ 19.000. Đồng giá 49.000. Bộ lục giác 8 cây. Bộ lục giác 8 cây chỉ có 99.000, hàng khuyến mại giảm giá đồng giá duy nhất trong ngày hôm nay. Súng bắn keo 15W 139.000, bộ vít 2 cây Sally 129.000. Cưa cắt cành chính hãng Sally nhập khẩu 100% từ Mỹ, hương hiệu Sally 169.000. Khung cưa sắt 10 inch 119.000, khung cưa sắt 115 ly 139.000. Dao rọc giấy Stanley đa năng 99.000, duy nhất trong ngày hôm nay khuyến mãi giảm giá đồng giá 19.000, 29.000 phụ kiện chính hãng nhập khẩu từ Mỹ, Đức và Nhật. Khuyến mãi bán hàng đồng giá duy nhất trong ngày hôm nay, phụ kiện nhập khẩu chính hãng từ Đức. Khuyến mại giảm giá bán hàng đồng giá duy nhất trong ngày hôm nay, phụ kiện nhập khẩu chính hãng từ Đức, từ Nhật, từ Mỹ, hàng mới 100% nha mọi người ơi. Xả hàng thanh lý giảm giá đến 90% cho tất cả những món phụ kiện chính hãng. Những hãng lớn như Sally, Makita, Fujiya, Bosch từ Đức tất cả đều có hàng trong ngày hôm nay. Khuyến mại đồng giá duy nhất trong hôm nay, đồng giá duy nhất trong hôm nay 19.000, 29.000, 39.000. Chỉ với 19.000 các bạn đã có thể sở hữu ngay những món phụ kiện chính hãng đến từ Mỹ, Đức và Nhật. Thương hiệu Stanley, thương hiệu Makita, thương hiệu Bosch, thương hiệu Fujiya. Chúng ta có dao rọc giấy cán nhựa Stanley chỉ có 19.000 thôi. Số lượng duy nhất 9 cái. Có vít 3 kè và vít dẹp đồng giá 39.000. Thước cuộn chính hãng 99.000. Thước thủy nhựa ABS 99.000. Kèm điện chính hãng của Sally nhập khẩu từ Mỹ 100%, hàng mới 149.000. Bao tay 19.000. Bộ 3 miếng chùi lửa siêu tốt cho hàng chính hãng 19.000. Mũi khoét gỗ đuôi cá xếp cắt 17 ly. Mũi khoét gỗ đuôi cá xếp cắt 18 ly chỉ có 39.000. Mũi khoan SDS Plus chính hãng của Boss 39.000. Áo thun độc quyền của Boss nhập khẩu trực tiếp từ Đức chỉ có 39.000. Bộ lục giác đầu bì chính chi tiết chính hãng Total 59.000. Bộ chính chìa lục giác Total 59.000. Bộ mũi khoan tường của Boss 3 món mà chỉ có 59.000 thôi, tính ra là chưa đến 20.000 một cái. Bộ mũi khoan tường của Boss 3 món chỉ có 59.000 thôi, tính ra là chưa đến 20.000 một cái. Các bạn đã sở hữu ngay một mũi khoan chính hãng đến từ thương hiệu Boss nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Bộ mũi khoan tường khoan được liền cả bê tông 5 món mà chỉ có 79.000. 5 món chính hãng của Boss nhập khẩu từ Đức. Boss là thương hiệu uy tín lâu đời. Chỉ có 79.000 các bạn đã có ngay 5 mũi khoan, tính ra chưa đến 15.000 một cái. Bộ mũi khoan tường khoan được luôn cả bê tông chính hãng của Boss nhập khẩu 100% từ Đức, 10 món chỉ có 129.000. 129.000 các bạn có ngay bộ mũi khoan tường khoan được cả bê tông chính hãng từ Đức 8 món. Đến từ thương hiệu từ Nhật, thương hiệu Fujiya xứ sở hoa anh đào, có bộ tuốc Novik Fujiya, kìm mỏ ngắn Fujiya, kìm cắt Fujiya, kìm răng Fujiya. Đồng giá 129.000.
Với 129.000 các bạn đã có ngay bộ kìm cắt kìm, đã có ngay những kìm mỏ ngắn, kìm cắt, kìm răng chính hãng từ Fujiya, nhập khẩu trực tiếp 100% từ xứ sở Hoa Anh Đào. Bộ tuốt Navic Fujiya 620 chỉ với 129.000. Bộ mũi vặn vít X-Line Mini 25 món 139.000. Kìm răng Fujiya AB150 chỉ có 149.000. Giảm giá đồng giá duy nhất trong ngày hôm nay bán phụ kiện chính hãng. Phụ kiện chính hãng nhập khẩu từ Mỹ, Đức và Nhật. Giảm giá đồng giá 19.000, 29.000, 39.000, 49.000. Duy nhất trong ngày hôm nay bán hàng nhập khẩu chính ngạch, giảm giá thanh lý dọn kho, giảm lên đến 90% các bạn ơi. Kéo tỉa cành Chikamasa nhập khẩu trực tiếp từ Nhật, kéo cắt hoa thương hiệu Chikamasa nhập khẩu trực tiếp từ Nhật chỉ với 149.000. Xe đẩy đi chợ TLT01 giảm giá chỉ còn 399.000. Đèn diệt côn trùng, đèn diệt mũi chính hãng Đại Sinh 629.000, số lượng chỉ có 5 cái duy nhất. Khoan chính hãng Cobot nhập khẩu từ Đức mới 100% mã GBM6LE chỉ với 999.000. Chưa đến 1 triệu chỉ với 999.000, có ngay máy khoan hợp khẩu chính hãng của Boss đến từ Đức. Thanh nhôm rút đơn DIY thương hiệu này đến từ Mỹ nha các bạn. Thanh nhôm rút đơn DIY TL38 chỉ với 1.190.000. Máy cò rửa vệ sinh đa năng dùng pin chính hãng của Boss nhập khẩu từ Đức. Anh chị nào thích cò rửa vệ sinh, anh chị nào chùi sàn, chùi nhà bếp thì cần phải tậu ngay một máy cò rửa vệ sinh đa năng chính hãng nhập khẩu từ Đức chỉ với 120.000, tặng luôn 5 món phụ kiện. Bộ máy khoan GSB 13RE chính hãng của Đức, chính hãng Boss, đây là thương hiệu uy tín lâu đời, nhập khẩu 100% chính ngạch từ Đức. Tặng kèm cho các bạn 100 món phụ kiện chỉ với 1.690.000. Máy hút bụi Stanley SL1941783 giảm giá chỉ còn duy nhất 2.690.000. Thanh nhôm gấp đa năng DIY thương hiệu Mỹ MTL44 chỉ có 2.800.000. Máy khoan pin Boss GSB 180Li chỉ có 3.200.000. Dao gọt giấy cán nhựa Stanley số lượng 10 cái chỉ có 19.000. Bút thử điện thương hiệu Stanley, bút thử điện điện tử thương hiệu Stanley chỉ có 49.000 duy nhất trong hôm nay thôi nha các bạn. Bộ lục giác 8 cây chỉ có giá 99.000. Và súng bắn keo 15W chỉ có 139.000 thôi. Súng bắn keo 15W chính hãng của Stanley, đây là thương hiệu nhập khẩu từ Mỹ nha các bạn. Súng bắn keo chính hãng 15W của Stanley trong ngày hôm nay chỉ có 139.000 thôi. Thông thường các bạn sẽ cần phải chi là trên 200.000 để sở hữu ngay súng bắn keo 15W chính hãng của Stanley, hàng nhập khẩu thương hiệu của từ Mỹ nha các bạn. Súng bắn keo 15W của Stanley duy nhất trong ngày hôm nay chỉ có 139.000. Bộ vít 2 cây chính hãng Stanley 129.000. Cưa cắt cành lá liễu Stanley chính hãng Stanley 169.000. Khung cưa sắt 10 inch, khung cưa sắt 150mm, 6 lưỡi cưa chỉ có 119.000. Dao lọc Stanley đa năng chỉ có 99.000 thôi. Duy nhất trong ngày hôm nay, nhanh tay mẹ lựa các bạn ơi, bán hàng đồng giá, bán hàng chính hãng từ những thương hiệu lớn như Boss, Makita, Fujiya và Stanley, nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Mỹ và Nhật, những nước già rất là lớn, có những thương hiệu cực kỳ uy tín, cực kỳ lâu đời, lâu năm như là Boss, Makita, Fujiya và Stanley. Và duy nhất trong ngày hôm nay phối hợp với các nhà phân phối bán hàng chính hãng, cửa hàng DIY Home Depot giảm đến 90% đồng giá 19.000, 29.000, 39.000, 49.000. Hàng mới 100% nhập khẩu chính ngạch. Hàng chính hãng, dao gọt giấy cán nhựa Stanley 18mm, tô vít 3K, tô vít dẹp, thước cuộn, thước thủy, kèm điện đồng giá đều chỉ 99.000. Tất cả đều là hàng giảm giá, giảm lên đến 90% duy nhất trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 2. Giảm giá lên đến 90% cho tất cả những món phụ kiện tại đây. Bạn là dân công trình, bạn là người thích sửa chữa nhà cửa, bạn là người làm vườn, bạn muốn diệt côn trùng hay đẩy xe đi chợ, tất cả các món phụ kiện đều có trong ngày hôm nay và được khuyến mại giảm giá rất nhiều, lên đến 90%.
đồng giá 19.000, 39.000, 49.000, 59.000, tất cả đều là hàng hàng chính hãng giảm giá, nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Mỹ và Nhật. Đức, Mỹ và Nhật những nước rất là lớn nha. Chúng ta có hãng Bosch, hãng Makita, hãng Stanley, hãng Fujiya, hãng Chikamasa. Sài đồ của Đức, sài đồ của Mỹ, sài đồ của Nhật thì sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng. Hôm nay chúng ta có dao rọc giấy, có tô vít ba kè, có vít dẹp, có thước cuộn, có thước thủy, có kìm điện, có bao tay, có miếng chùi, có mũi khoét gỗ, đuôi cá, mũi khoan, chùi SDF Plus, áo thun chính hãng của Boss nhập khẩu từ Đức, bộ lục giác đầu bi chính chi tiết Total, bộ chính chi lục giác Total, bộ mũi khoan tường Boss, bộ mũi khoan tường Boss khoan được cả bê tông, 5 món trị giá 79.000, bộ tuốt Novus Fujiya và kìm mỏ ngắn Fujiya, kìm cắt Fujiya, kìm răng Fujiya, giảm giá xuống còn 129.000. Bộ mũi khoan tường khoan được bê tông của Boss 8 món chỉ có 129.000. Bộ mũi vặn vít X-Line Mini 25 món nhập khẩu trực tiếp từ Đức, thương hiệu Boss uy tín lâu đời, 139.000. Kìm răng Fujiya AB 150, 149.000. Kéo cắt tỉa cành, kéo cắt hoa chính hãng Chikamasa. Ai làm vườn ngay có nhu cầu tỉa cành cắt hoa thì sậu ngay một cây kéo nhập khẩu chính hãng từ Nhật. Hàng Nhật thì bền chắc chắn. Hàng Nhật thì bền và chắc chắn mà không thể bàn cãi rồi ha. Kéo tỉa cành và kéo cắt hoa chính hãng Chikamasa nhập khẩu mới 100% từ Nhật chỉ có 149.000. Bạn nào đi chợ mà xách đồ nhiều, bạn cần một cái xe đẩy thì có xe đẩy đi chợ TRT01 chỉ 399.000. Xe đẩy đi chợ có bánh xe có thể gấp gọn lại, hiệu TRT01 chỉ có 399.000 duy nhất trong ngày hôm nay. Mua hàng còn được tặng.